Tượng gỗ Nguyễn Hồng chúng em xin gửi lời chào đến tất cả các anh các chị đang theo dõi video này của chúng em. Hôm nay Tượng gỗ Nguyễn Hồng chúng em xin giới thiệu đến tất cả các anh các chị một tác phẩm Thần tài Di Lạc vác cành đào và Tam Phúc. Vâng, chất liệu bằng chất liệu gỗ hương. Chiều cao của tác phẩm này là chiều cao 90, ngang 47 và sâu 20. Bên em giới thiệu với tác phẩm này với các anh các chị để giao lưu tất cả anh các chị với giá là 8 triệu đồng. Bên em là giao lưu với anh các chị giá là giá xưởng, không qua bất cứ một khâu trung gian nào. Vâng, em có thể quay gần lại cho tất cả anh các chị nhìn được chất liệu gỗ hương Gia Lai bên em. Vâng, gỗ hương thì rất chi là già, chất liệu vân thì khỏi phải nói rồi, rất đẹp. Đây là chú Phúc đang đi theo thần tài để vác một cành pháo. Vâng, đã chuẩn bị đến ngày đầu xuân năm mới rồi. Các anh các chị dinh sản phẩm này về thì mang lại cái tiền tài và phúc lộc thọ. Đây, đây là quả đào tiên. Và bên dưới đây là một chú Phúc cũng đang đi theo để cầm những cái dây sâu vàng. Vâng, đây là thần tài thì đang đứng trên một bao tiền vàng, đứng trên bao tiền vàng và một chân phải thì của cụ thì đang dẫm lên một khối vàng nguyên chất. Và khối vàng nguyên chất này em ước tính nó khoảng 3 đến 5 cân. Và chất liệu gỗ và gỗ hương thì phải nói là rất đẹp rồi. Bên em đục điệu thì kênh bong rất chi là sắc nét. Và nhiều chi tiết thì hoa lá cành thì rất là mềm mại rồi. Em quay gần để cho các bác biết để có cái đưa ra cái tính toán suy nghĩ của mình. Vâng, tác phẩm này chỉ có giá 8 triệu đồng thôi các bác nhé. 8 triệu đồng đã bao gồm ship rồi nhé. Bên em ship toàn quốc luôn. Đây em quay đằng sau, bên em đục tứ diện luôn. Đằng sau chất liệu gỗ rất là lục lạc rồi. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy, chất liệu cái tà áo của ông bay tung bay thì rất là mềm. Và rất là mềm nhá. Đây là một quả pháo thì rất là khổng lồ rồi. Pháo to lắm. Cây nêu cành pháo bánh trưng xanh. À, chất liệu gỗ hương Gia Lai. Chiều cao là 90, chiều ngang 47 và chiều sâu 20 nhé các bác nhé. Vâng, với tác phẩm này bên em giao lưu với tất cả các anh các chị là 8 triệu đồng. Đã bao gồm ship rồi đấy ạ. Vâng, cụ thần thái của cụ thì cười rất hoan hỉ. Và cụ đi mang lại tài lộc đến cho gia đình nhà mình. Khi gia đình nhà mình dinh cụ về trong nhà thì một năm mới chuẩn bị đến thì cụ sẽ mang tài lộc với cái nhiều hy vọng năm mới sẽ hứng khởi hơn so với năm cũ. Em đã quay gần lại cho các bác một lần nữa chiêm ngưỡng tác phẩm kiệt tác bên em. Bên em tượng gỗ Nguyễn Hồng, địa chỉ quốc lộ 38, Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại 0987 336 318, 0966 336 318. Các bác kết bạn Zalo với em để thưởng ngoạn được nhiều tác phẩm hay, đẹp và giá rẻ các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin hẹn gặp lại các bác vào video lần sau. Xin chào tạm biệt.